Tối ngày 6 tháng 5 năm 2024, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thủ Đức rơi lầu chung cư tử vong. Gần 15 giờ chiều cùng ngày, người dân sống tại chung cư trên đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức nghe tiếng động mạnh ở ban công tầng 3 của tòa nhà. Khi chạy ra kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm chết, nghi bị rơi từ tầng cao xuống nên nhanh chóng trình báo. Nhận thông tin, Công an thành phố Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Anh Quốc, 47 tuổi, sống cùng vợ con trên tầng 14 của tòa nhà này. Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có mình ông Quốc ở nhà. Một nguồn tin cho hay ông Quốc là Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thủ Đức. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thành ủy thành phố Thủ Đức cũng đã tới hiện trường để điều tra vụ việc. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.